Xin chào mừng các bạn đến với kênh tập huấn phần mềm Active Inspire của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC. Ở phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn việc sử dụng và trình duyệt đối tượng và các cách thức để xây dựng một bài giảng sử dụng cái trình duyệt này. Khi chúng ta xây dựng một bài giảng thì chúng ta có một vấn đề đặt ra, đó chính là ở trên bài giảng của chúng ta sẽ có rất nhiều đối tượng. Như ở trên bài giảng ví dụ của tôi ở đây thì tôi có bốn đối tượng là hình vuông màu đỏ, hình tròn màu xanh, hình ngôi sao và một hình ảnh. Và vấn đề đặt ra là những hình ảnh này khi chúng ta sắp xếp ở trên bài giảng có thể bị xếp chồng lên nhau. Như những bài giảng trước thì chúng ta có thể thay đổi trật tự hiển thị các đối tượng bằng việc là chúng ta nhấn vào công cụ đưa ra trước hoặc đưa ra sau để chúng ta sắp xếp trình tự hiển thị của các đối tượng. Nhưng nếu như có quá nhiều đối tượng thì việc làm của chúng ta sẽ rất thủ công và mất thời gian. Bên cạnh đó chúng ta sẽ không quản lý được các lớp đối tượng. Và rất là may mắn ở đây thì phần mềm có hỗ trợ chúng ta chức năng trình duyệt đối tượng. Chúng ta nhấn vào trình duyệt đối tượng ở đây. Các bạn sẽ nhìn thấy ở góc trái chúng ta có các lớp đối tượng là tầng trên cùng, tầng giữa, tầng dưới cùng và tầng nền. Tùy theo ở tầng trên cùng thì chúng ta sẽ được hiển thị các đối tượng từ trên xuống dưới. Hiện giờ bốn đối tượng của chúng ta là ở tầng giữa. Như vậy thì tôi sẽ cho hình chữ nhật của chúng ta lên tầng trên cùng. Chúng ta chỉ cần kéo thả hình chữ nhật này từ tầng giữa lên tầng trên cùng. Và tôi sẽ cho hình ảnh này của chúng ta cho xuống tầng dưới cùng. Như vậy theo mặc định thì hình chữ nhật này luôn luôn sẽ ở trên tất cả những đối tượng còn lại. Và hình ảnh này của chúng ta sẽ luôn ở dưới những đối tượng còn lại. Còn nếu như ở trong cùng một tầng hai đối tượng thì mặc định đối tượng nào ở trên thì sẽ được ưu tiên hiển thị trước. Hiện giờ hình ngôi sao ở trên thì chúng ta sẽ ở hiển thị trước hình elip màu xanh. Nếu muốn thay đổi trật tự này thì chúng ta cũng chỉ cần kéo thả hình elip màu xanh lên trên. Và như vậy, hình elip đã được hiển thị ở trên hình sao. Bây giờ chúng ta sẽ xem một ví dụ về việc áp dụng trình duyệt đối tượng này vào trong một bài giảng. Đây là một bài giảng mà chúng ta sẽ làm là đưa tất cả những cái đối tượng được phát âm vần F đầu tiên để vào trong hình tròn màu xanh này. Chúng ta sẽ cùng đưa các đối tượng fish, frog. Như các bạn nhìn thấy khi đưa con thỏ này vào trong đối tượng màu xanh thì nó sẽ bị ở dưới. Bởi vì con thỏ này là rabbit và phát âm đầu của nó là vần A, không phải là vần F. Tương tự flower, flamingo. Như vậy thì các bạn có thể thấy đây là một bài giảng rất là thú vị và rất là vui. Nhưng việc mà xây dựng bài giảng này thì cũng không phải là khó khăn. Rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ cùng xem trình duyệt đối tượng của bài giảng này. Các bạn có thể thấy chúng ta có tất cả những cái hình ảnh, những đối tượng mà bắt đầu âm F chúng ta được ở tầng trên cùng. Và cái hình tròn màu xanh này của chúng ta là ở tầng dưới cùng. Nên tất cả những hình ảnh âm F này sau khi chúng ta di chuyển sẽ được hiển thị lên trên vòng tròn màu xanh. Và ngược lại, những hình ảnh ví dụ panda ở dưới vòng tròn màu xanh và khi chúng ta kéo vào nó sẽ hiển thị ở bên dưới. Còn về việc chữ này thì sao? Các bạn có thể nhìn thấy chữ fish ở bên ngoài chúng ta không có, bởi vì chúng ta đã để chữ fish là màu vàng cùng màu với hình màu nền nên khi ở ngoài chúng ta không nhìn thấy chữ fish, khi chúng ta kéo vào mới có thể dùng chữ fish. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một bài giảng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ làm như thế nào?
Gần đến Tết rồi và chúng ta sẽ xây dựng một bài giảng về Tết. Tất cả những đối tượng liên quan đến Tết chúng ta sẽ đưa vào trong. Vậy bước đầu tiên để xây dựng bài giảng, chúng ta phải chuyển từ chế độ giảng dạy sang chế độ thiết kế. Chuyển biểu tượng ở đây sang màu đỏ. Bước thứ hai, chúng ta sẽ đưa tất cả những đối tượng cần thiết vào trong bài giảng. Sau khi đưa được các đối tượng này vào trong bài giảng thì chúng ta sẽ tạo một cái hình khối để chứa tất cả những đối tượng đó. Ở đây tôi sẽ chọn một hình là hình ngũ giác màu xanh. Và tất nhiên bây giờ chúng ta cần phải phân lớp cho các đối tượng này. Chúng ta mở trình duyệt đối tượng. Các bạn có thể thấy tất cả những hình ảnh liên quan đến Tết chúng ta sẽ để ở tầng trên cùng, bánh chưng. Phong bao lì xì. Pháo hoa. Câu đối. Và ở hình lục giác màu xanh này chúng ta sẽ đưa được xuống tầng dưới cùng ở vị trí cao nhất. Và tất cả những đối tượng còn lại không liên quan đến Tết chúng ta sẽ để ở dưới của hình ngũ giác màu xanh này. Bao gồm sô cô la. Đây là hình logo Tết của chúng ta sẽ để ở trên. Tiếp theo đó chúng ta sẽ tạo các ô text box để chúng ta ghi tên của các đối tượng này lại. Và chúng ta sẽ để màu chữ là màu đỏ. Sau đó chúng ta sẽ nhóm đối tượng bánh chưng và ô text box bánh chưng với nhau thành một nhóm. Tương tự như vậy với các đối tượng còn lại. Với những đối tượng mà chúng ta xác định không liên quan đến Tết thì chúng ta không cần thiết phải gắn ô text bên cạnh. Và tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cần một đoạn nhạc liên quan đến chúc mừng năm mới. Chúng ta sẽ dùng công cụ chèn phương tiện. Sau đó chúng ta sẽ để hình nền màu đỏ. Bởi vì tất cả những chữ của chúng ta là màu đỏ nên khi chúng ta để hình nền màu đỏ thì những chữ này sẽ bị ẩn đi. Chúng ta hiệu chỉnh. Chọn nền trang và chúng ta sẽ chọn là màu đỏ. Như vậy các bạn có thể thấy là tất cả các chữ của chúng ta hiện giờ đã không thấy nữa rồi. Nhiệm vụ tiếp theo chúng ta cần làm đó chính là cố định tất cả những đối tượng mà phần cần thiết phải cố định ở trong bài giảng này.
Đó chính là hình ngũ giác. Chúng ta khóa lại. Logo hình tết, chúng ta khóa lại. Và biểu tượng âm thanh để phát ra bài Happy New Year, chúng ta cũng sẽ khóa lại. Để tránh việc chúng ta bị di chuyển trong quá trình giảng dạy trên bảng tương tác. Và bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu buổi học với bài giảng mới. Trước khi bắt đầu thì chúng ta phải bật chế độ giảng dạy lên. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học bằng việc bấm vào hình cái loa ở đây để phát đoạn Happy New Year. Các bạn có thể thấy hiện giờ chúng ta không thể di chuyển được hình ảnh An Khang Thịnh Vượng và hình ảnh đối tượng ngũ giác ở đây. Chúng ta sẽ cùng kéo thả các đối tượng liên quan đến Tết vào trong hình ngũ giác. Bánh chưng, gấu đối, pháo hoa. Bánh sinh nhật thì sao? Không liên quan đến Tết và chúng ta sẽ bị hiển thị ở dưới. Sô-cô-la, cây thông. Và đây là lì xì. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành việc xây dựng bài giảng, vận dụng cái trình duyệt quản lý đối tượng này. Thực chất đây chính là chúng ta đã vận dụng cái việc là phân bố lại tất cả các lớp ở trên đối tượng. Đây là một ý tưởng vận dụng để xây dựng bài giảng. Chúc các bạn vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi tập huấn sau. Xin cảm ơn các bạn.